vừa đang xem livestream phát sóng trực tiếp từ Paparuco International Clinic và chúng ta đang theo dõi bác sĩ trực tiếp điều trị cho một khách hàng với công nghệ Matrix Collecting của Care. Và bây giờ mình sẽ xin phép giao lưu với bác sĩ một chút xíu để mình cùng tìm hiểu công nghệ này là công nghệ gì và cái tác dụng của nó như thế nào nhé. Dạ bác ơi, em chào bác Trang ạ. Bác có thể cho biết là cái công nghệ này mình điều trị có vấn đề nào? Bây giờ công nghệ này chị Diệu vừa điều trị xong bước đầu tiên của công nghệ 4D Magic Acting ở Hoa Kỳ, thì bước đầu tiên đó mình sẽ sử dụng laser 4D điều trị nâng cơ, tập trung vào cái rãnh rau đầu hai bên và mình đi bằng cái đường khoang miệng. Thì khác cái công nghệ của Therapy và Thermax thì cái này mình sẽ đi được cái độ sâu rất là sâu, thông qua cái đường niêm mạc khoang miệng thì sẽ làm cho cái tác động vào cái lớp niêm mạc cơ để tăng sinh collagen và làm cho nâng cơ. Dạ, bác có thể thao tác lại cái đầu máy của mình đi vào trong khoang miệng luôn hả bác? Đúng rồi, cái này là nhiệt của laser nó sẽ tác động vào lớp niêm mạc trong cái lớp niêm mạc khoang miệng. Thì cái điều trị thì khách hàng mình chỉ cần làm thôi, mở miệng một tí thì cái sóng thì nó sẽ đi trực tiếp vào phía trong. Cho khi mình làm như vậy thì cái cảm giác của mình nó có đau đớn không ạ? Cái này thì mình có thể khách hàng có thể trả lời câu hỏi. Dạ. Chị ơi, chị có thấy là mình có bị đau hay như thế nào không? Không, chị thấy cũng ok lắm. Dạ. Khi mà mình điều trị này thì bao lâu mình làm một lần bác? Khoảng cách điều trị giữa các lần đối với công nghệ laser 4D là khoảng 3 tuần. 3 tuần mình làm một lần và khách hàng trung bình cần từ 3 đến 5 lần trong một năm tùy theo cái độ chảy xạ của da. Dạ. Tức là nó giúp tăng sinh collagen ở bên trong và nó xóa cái rãnh nhăn lông lồng của mình, trẻ hóa cái khuôn miệng cười. Ngoài bước đầu tiên là đi trong khoang miệng thì ba bước sau mình sẽ dùng cái nhiệt piano mình tác động vào phía bề mặt ngoài da và mình có thể là điêu nhẹ một lớp non của da để làm che da ngoài cái việc săn chắc nó còn sáng cái đồng bề mặt da hơn. Cái này là coi như là mình không cần ủ tê gì đúng không? Thường mà đa phần là khách hàng sẽ không cần phải ủ tê trước khi điều trị. Đây là công nghệ không xâm lấn, không nghỉ dưỡng nên khách hàng về có thể là sinh hoạt đi làm bình thường. Công nghệ này là của Hoa Kỳ, và được FDA và được các FDA hoặc là các CE của châu Âu tập cư về cái hiệu quả của mình. Công nghệ này hình như là cũng đang là trào lưu rất là hot khi mà khách hàng cái vấn đề lâu rồng của khách hàng bị rất là nhiều luôn. Nó tốt cho mình cái tuổi tác rất là rõ nếu như bị phần nhăn thế này, và thường là sau bao nhiêu lần thì mình sẽ cải thiện gọi là đẹp luôn á bác. Sau mỗi lần điều trị thì trung bình mình có thể thấy khoảng từ 15-20% là cái hiệu quả. Tuy nhiên thì mình sẽ kết hợp thêm những cái sinh hoạt đầy đủ thì da mình nó sẽ trẻ hóa lâu dài hơn. Dạ. Cảm ơn bác rất là nhiều nha, và mình không phiền khách hàng nữa để mình tiếp tục cái trao điều trị. Dạ, em cảm ơn ạ.